Thầy ơi, anh tắt đồng hồ đi. Sat by me silently, I brushed my beard. No mess to mop up from the bed today. Well, we sat next door, I watched the soul. Have nothing to do and nothing to say. Oh, when you go, oh, when you go, recently. We've been somewhat volatile. And last night it stops with that Joan Osborne song. I hate it anyway, but you made it worse. I know why you love. Trời mưa. The number two, đúng ra anh không muốn thực sự là bức chân dung mới trên tường có phải chân dung tự họa của Vũ không? Ừ. Cuối cùng nơi đây sẽ thành một bảo tàng mất. Tao lại bị ngã từ trên giường xuống. Ôi, tội nghiệp anh thôi. Giữa đêm. Sáng nay em không nghe thấy anh dậy. Chuyện bình thường thôi. Tao ngủ bên giường mày. À, ra thế. Mày chọn hết chỗ bên giường của tao nên buộc tao phải sang giường mày ngủ. Em xin lỗi. Anh sửa móng chân cho em nhé. Lấy giữa và kéo đi. Mới đúng lúc quá. Chiều nay anh có một cảnh phải diễn dưới mưa. Anh đóng loại vai gì? Như thường lệ, loại vai rất ngắn, rồi đến lúc dựng lại bị cúp bỏ. Đừng có nói lung tung. Anh không nói lung tung. Đây là bộ phim thứ 17 của anh. 17 lần anh sắm những vai vặt, những vai không ai để ý đến. Hãy bỏ cái giọng điều tuyệt vọng ấy, và tốt hơn là kể cho em cái cảnh ấy đi. Được. Thế này, anh là người tình một đêm của một nhân vật nữ. Anh là một sai lầm trong đời người đàn bà ấy, một cuộc gian díu không đáng gì đối với nàng. Và tất cả những gì nàng nhớ chỉ là cuộc chia tay dưới mưa. Cái cảnh mà anh phải quay chiều nay đấy. Một cuộc chia tay dưới mưa. Tao biết. Đừng có nói là mày đã xem cảnh đó hàng trăm lần. Mà nói thế thì cũng đúng thôi. Không, một cuộc chia tay dưới mưa đẹp lắm chứ. Em nghĩ thế à? Phải, em nghĩ thế. Em nói thật tình mà. Lại đây, em muốn đóng cảnh ấy với anh. Nhưng anh chưa cắt móng chân xong kia mà. Không sao, đi sau đã.
Vậy anh là người tình một đêm của em. Anh là một sai lầm trong đời em. Thế trong kịch bản em nói gì nào? Em chẳng nói gì cả. Còn anh? Anh cũng không nốt. Đây là một cảnh không đối thoại. Vậy trong kịch bản viết như thế nào? Em xoay lưng lại anh. Em nhìn thẳng trước mặt. Không, em nhìn xuống đất. Anh kéo cánh tay em. Em quay lại và chúng ta nhìn nhau. Đồng ý. Khoan. Em đã sẵn sàng. Em đã sẵn sàng. Đói quá, trời mưa, tao thèm ăn khoai lang.